con chở mẹ nè, còn anh hai thì chở đậu bắp. Mình đi qua đó xong trưa mình nói là ăn, xong rồi chiều về. Ừ, vậy thì bữa đó mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn luôn ha. Dạ. Đậu bắp mới khỏi bệnh, đi chơi cả ngày được không ta? Anh hai, anh thấy sao? Chắc không sao đâu, giả ngoại thôi mà. À, anh thấy gì với em tính như vậy cũng được. Vậy để em đặt lịch nha. Ừ. Đi, mình được đi nha bạn. Yeah. Mà thôi, chắc mẹ không đi đâu. Mẹ thấy trong người không có được khỏe. Một điều đặc biệt đó là em sẽ không bao giờ đối diện với cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nói gì vậy? Còn dì của anh mà. Thì dì cũng chỉ là dì thôi, chứ dì đâu phải là mẹ. Thiệt tình là nhiều khi anh cũng đối xử thân thiết với dì, với Thái nhiều hơn. Nhưng cũng có thể là đi lâu quá rồi á, bây giờ nói chuyện bình thường cũng có cảm giác khoảng cách làm sao á. Con đi đâu vậy? Con đi lên quanh gần đây ạ. Ăn uống gì chưa? Con không có đói. Vì con nhỏ đó mà con ra nông nổi này hả? Tại sao con phải buồn phải khổ vì nó chứ? Con biết bao nhiêu người hơn nó mà. Khải, con đứng lại đó. Mẹ biết là con rất buồn khi phải chia tay nó, nhưng tại sao con không tìm công việc để quên mà lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Nếu như con không vì con thì con phải vì ba mẹ chứ. Công việc, con sẽ tập trung vào công việc.